Rồi, cái thông tin mà lớn kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái lộ trình pháp lý crypto của Hoa Kỳ và cái tài liệu này được chia sẻ trực tiếp bởi chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Thuận nên thì đã dịch lại cái bài chia sẻ này đến từ trang của White House các bạn trang của nhà trắng và thùng sẽ đọc cái bản dịch tới với các bạn thường dịch theo cái suy nghĩ riêng của mình mà thôi chứ không có dịch theo từng chữ tại vì như nó sẽ không có đúng nghĩa các bạn thường sẽ dịch theo cái style riêng của mình nhưng mà cái bài này đó khi thùng chia sẻ các bạn sẽ thấy được là cái trọng tâm của chính quyền Joe Biden liên quan đến crypto bây giờ là liên quan đến thứ nhất là những công ty crypto họ cần phải tuân thủ như thế nào và thứ nhì là liên quan đến những ngân hàng mà muốn tham gia vào crypto đó thì họ cần phải có những cái suy nghĩ gì họ cần phải có những cái biện pháp gì để mà ngăn ngừa những cái rủi ro mà không đáng có nếu như mà họ muốn tiến sâu vào thì crypto này và điều thứ ba chính là liên quan đến stable coin các bạn rất rõ ràng là mục tiêu của rất là nhiều đơn vị quản lý tài chính ở Hoa Kỳ đó chính là sàn giao dịch và stablecoin tại vì stablecoin là những đồ ổn định và những đồ ổn định đó đó có thật sự là nên để những công ty tư nhân phát hành hay không hay là nếu như mà nên do công ty tư nhân phát hành đó, thì có nên để những công ty như là theo đời phát hành hay là cũng nên cho những công ty như là những ngân hàng đó mà họ có bảo hiểm phát hành thì sẽ an toàn hơn cho nên cái lộ trình crypto này đến từ chính quyền của tổng thống Joe Biden thì chủ yếu là nhắm vào những công ty tập trung mà thôi chứ còn không có nói về crypto các bạn. Thậm chí về tương lai của crypto đó thì bài viết này cũng có cái phần ủng hộ để thường chia sẻ chi tiết với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới bài viết này. Thì đây là cái bài mà Thuận đã dịch lại rồi để Thuận đọc cho các bạn nghe trong đây có những gì đây là cái bài được chia sẻ cách đây 2 ngày các bạn, ngày 27 tháng 1 năm 2023, lộ trình của chính quyền Biden để giảm thiểu rủi ro tiền điện tử. Năm 2022 là một năm khó khăn đối với tiền điện tử. Vào tháng 5, cái gọi là stablecoin đã sụp đổ và gây ra một làn sóng mất khả năng thanh toán chỉ vài tháng sau đó một sàn dự tiền điện tử lớn đã sụp đổ thì các bạn thấy được là cái bài viết này đã đến từ chính phủ Joe Biden là mở đầu là nói về sự kiện các bạn đã hiểu rồi stable sụp đổ vào tháng 5 đó chính là sự kiện của Luna UST và sau đó thì có rất nhiều công ty đã mất khả năng thanh toán và đã lâm vào cái cảnh là khai bởi phá sản chúng ta nói tới Voyager, chúng ta nói tới celsius và chỉ vài tháng sau đó một sàn tiền điện tử lớn đã sụp đổ đó chính là sàn ftx các bạn tuy họ không có nêu rõ tên ở đây chúng ta cũng đã hiểu là họ đang muốn ám chỉ những công ty nào rồi Cái đó họ nói là nhiều nhà đầu tư đó tin tưởng các công ty tiền điện tử bao gồm cả những người trẻ tuổi và những người da màu đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng nhưng may mắn thay đến giờ sự hỗn loạn trên thị trường tiền điện tử có rất ít tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính. Mặc dù tiền điện tử có thể tương đối mới, nhưng mà các hành vi dẫn đến những rủi ro do các công ty crypto gây ra đó thì không. Điều này rất là thú vị các bạn. Ý của bài viết này đó theo thường hiểu là tiền điện tử là một cái gì đó rất là mới nhưng mà cái việc dẫn đến những rủi ro đó đó chính là những cái hành vi không tốt của những công ty mới dẫn đến những rủi ro của ngày hôm nay có nghĩa là đây là một điều cho thấy được những gì xảy ra đó là thật sự không có liên quan gì đến tiền điện tử hết những gì xảy ra trong nhiều năm qua đó là thật sự liên quan đến những công ty không tốt trong thị trường tiền điện tử hai cái nào khác nhau bản thân bitcoin không có vấn đề gì hết nhưng mà những công ty mà cho giao dịch bitcoin đầu tư bitcoin đó những công ty đó thì lại có vấn đề và với tư cách của một chính quyền trọng tâm của chúng tôi đó là tiếp tục đảm bảo rằng tiền điện tử không thể làm suy yếu sự ổn định tài chính để bảo vệ các nhà đầu tư và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý thôi các bạn Cái đó họ nói là theo chỉ đạo của Tổng thống Biden Chúng tôi đã dành một năm qua để xác định rủi ro của tiền điện tử Và các hành động để giảm thiểu các rủi ro này Bằng cách sử dụng quyền lực của cơ quan hành pháp Thì cái họ nói đây đó là Hoa Kỳ các bạn có thể là biết Đây là một cái chính quyền mà họ gọi là tam quyền phân lập các bạn Chúng ta có tư pháp, lập pháp và hành pháp Đơn vị White House là thuộc bộ hành pháp các bạn đây là một cái bộ phận mà không phải là tòa án mà cũng không thể ra luật nhưng mà có quyền lực của cơ quan hành pháp. Đầu tiên đó thì họ nói là các chuyên gia trong toàn bộ chính quyền đã đưa ra khuôn khổ đầu tiên để phát triển tài sản cược số một cách an toàn, có trách nhiệm trong khi giải quyết các rủi ro. Các công ty tiền điện tử đó chắc chắn có thể cung cấp cơ chế thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn. Bản bạn được đây cũng là một cái gì đó cho thấy được là cái lòng tin tương lai của crypto đó đương nhiên có thể cung cấp được những cái giải pháp tốt hơn về thanh toán và an toàn hơn. Nhưng mà cái khuôn khổ hoạt động này nó cũng có những rủi ro. Trong đó đó có một ví dụ là một số công ty tiền điện tử bỏ qua các quy định tài chính hiện hành, có nghĩa là rất nhiều những công ty tiền điện tử bây giờ đó không có theo bất cứ một cái luật liên quan tới ngân hàng hay là luật liên quan đến tài chính nào hết. Và họ không có kiểm soát rủi ro cơ bản để bảo vệ hộ gia đình doanh nghiệp và nền kinh tế của đất nước đương nhiên một lần nữa chúng ta nghĩ đến FTX cái lý do dẫn đến FTX uh, lâm vào cái cảnh này đó chính là những cái cơ chế quản lý và kiểm soát rủi ro cơ bản đã không có cho nên chúng ta mới ra nằm nổi ngày hôm nay một lần nữa cái bài thấy được là đây cũng là một cái gì đó làm cho thuận có cái lòng an tâm hơn tại vì cái mà chúng ta rất lo lắng đó là có rất nhiều người không thích crypto và họ có thể lợi dụng tình hình của Luna UST hay là lợi dụng tình hình của Celsius, Voyages FTX và họ cho đây là cả thị trường crypto cho nên cả thị trường này đều không có tốt và họ có cái sự lẫn lộn để cho nhiều người đã không có nhận ra được sự khác biệt giữa những công ty tập trung trong thị trường crypto và crypto nói riêng hai cái đó đó là hai sự riêng biệt và thường cảm thấy được là ít điều gì, gì trong cái bài viết này họ cũng đã có cái sự phân biệt cái mà dẫn đến rủi ro là những công ty hoạt động trong thị trường này chứ không hẳn là bitcoin hay ethereum bản thân dẫn đến rủi ro. kế đó họ nói là ngoài ra các nền tảng và nhà quảng bá tiền điện tử đó thường đánh lừa người tiêu dùng có xung đột lợi ích không tiết lộ đầy đủ hoặc thực hành hành vi gian lận thì cái mà Thuận nghĩ đến đây đó là các bạn đã nhớ là gần đây đó có cái sự kiện liên quan tới một chủ người đức nổi tiếng đó chính là Kim Kardashian Thì Kim Kardashian thường nhớ là năm 2021 đó đã có một lần quảng bá cái đồng gọi là Ethereum Max Cái việc quảng bá đồng thì đương nhiên là không phạm pháp nhưng mà cái dẫn đến Kim Kardashian cuối cùng là phải chấp nhận đóng phạt là vì lý do Kim Kardashian đã không có nói rõ cái mối quan hệ của mình và Ethereum Max có nghĩa là Kim Kardashian là hoàn toàn không có nói rõ ràng với những người mà theo dõi Kim Kardashian ở trên những mạng xã hội đây là một quảng cáo nó không rõ ràng các bạn có thể những bạn nào mà theo dõi Thuận Capital một thời gian dài đó cũng đã biết là kênh Thuận Capital thì lâu lâu cũng có quảng cáo ở trên Telegram hay là ngay cả trên YouTube này và các bạn đã thấy được là Thuận lúc nào cũng để cái nhãn quảng cáo Và nói rất rõ ràng với các bạn Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ Hay là đây là một quảng cáo Để các bạn hiểu rõ hơn à, Cái sự quan hệ giữa Thuận với cái công ty này Đó là một cái sự rõ ràng Mà Thuận nghĩ là các bạn cần nên có Và điều này là điều mà từ những ngày đầu tiên Kênh này đã làm rồi các bạn Nhưng mà ngoài chuyện việc tôi nghĩ đây là điều cần thiết thì đây cũng là luật của hoa kỳ các bạn không thể nào à, mà có xung đột lợi ích mà không có thông báo với mọi người được khi mà các bạn có một mạng xã hội kế đó đó thì họ nói là các công ty cũng không có cái sự an ninh mạng an toàn và cho phép cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ăn cấp hơn một tỷ đô la để tài trợ cho chương trình tên lửa của họ. Thì đây là những cái thông tin chúng ta thường hay thấy liên quan tới những dự án mà bị hacker tấn công và có rất nhiều những cái vụ đó là đến từ hacker từ Triều Tiên. Thì đây là những gì mà được nói đến trong cái phần đầu tiên. Phần thứ hai họ nói tới là các cơ quan đang sử dụng thẩm quyền của họ để tăng cường thực thi khi thích hợp và ban hành hướng dẫn mới khi cần thiết. Thì cái phần đầu tiên chúng ta vừa nghe nói tới đó chính là những gì mà chính quyền Joe Biden làm trong quyền lực của Nhà Trắng. Còn bên dưới này đó thì họ nói là đây là những gì liên quan tới những cơ quan có thẩm quyền ở Hoa Kỳ thì đang làm những gì để hỗ trợ thị trường này để cho bảo vệ những nhà đầu tư. Thì các cơ quan ngân hàng đó đã ban hành hướng dẫn chung chỉ trong tháng này đó thì đã ra cái quy định là bắt buộc phải có cách tách các tài sản cư thuật số và tài sản khác trong hệ thống ngân hàng và cái mà chúng ta nghĩ đến là gần đây chúng ta thấy được là có những cái đơn vị như là BAS các bạn Bank of International Settlement à, thì có thể nghĩ đơn giản đây là ngân hàng của những ngân hàng đó thì cũng đã đưa ra những cái lời khuyên là những ngân hàng đó chỉ nên uh, lưu trữ tối đa là khoảng 2% tài sản ngân hàng bằng crypto mà thôi à, và đó vẫn cho là một phần trăm là an toàn nhưng mà cần phải có cách để mà tách các tài sản ti kỹ thuật số và tài sản khác trong ngân hàng để cho lỡ như mà có chuyện gì xảy ra đó thì không có sự lẫn lộn tài sản của khách hàng dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có và tôi nghĩ đây cũng là những cái cần thiết các bạn các cơ quan trên toàn chính phủ đã khởi động hoặc Hiện đang phát triển các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng để giúp người tiêu dùng hiểu những rủi ro khi mua tiền điện tử. Chúng tôi khuyến khích các cơ quan quản lý tiếp tục những nỗ lực này, bao gồm cả những nỗ lực được thiết kế để giải quyết và hạn chế sự tiếp xúc của các tổ chức tài chính đối với rủi ro của tài sản kỹ thuật số thì cái mà chúng ta hiểu đây đó là những ngân hàng những công ty tài chính thì đương nhiên có thể tiếp xúc được với lại tiền kỹ thuật số bây giờ nhưng mà cái mà chúng ta cần phải có cái sự rõ ràng hơn những công ty họ nên lưu trữ bao nhiêu phần trăm tài sản của họ họ nên đầu tư bao nhiêu tiền vào crypto mà vẫn có một cái sự an toàn để giảm đi rủi ro và đương nhiên đây là cái sự chưa rõ ràng hiện bây giờ dẫn đến là có một số công ty đã lưu trữ rất nhiều crypto, có một số công ty đó hầu như là à, khi họ tham gia vào crypto đó thì họ đã khiến crypto trở thành một phần lớn của ngân hàng của họ. Rồi khi mà thị trường không tốt như là trong giai đoạn năm qua đó thì những ngân hàng đó lại gặp rắc rối và có thể là trên bước phá sản. Và đương nhiên những ngân hàng đó là một phần của thị trường tài chính À, truyền thống cho nên cần phải có một cái sự quản lý một cái khuôn khổ nào đó để nó rõ ràng hơn một ngân hàng muốn tham gia vào crypto lưu trữ crypto cung cấp crypto đó thì cần phải tham gia như thế nào phần trăm là bao nhiêu có những cái bảo hiểm gì hay là cần phải có những cái tài sản thế chấp như thế nào để giảm thiểu những cái rủi ro đó đó là điều được nói đến ở đây và họ cũng nói là những sự kiện trong năm qua đó đã cho thấy rằng là cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa tại vì chúng ta đã thấy là bây giờ đó điều đó vẫn chưa có rõ ràng và các cơ quan đã nỗ lực gấp đôi để chống gian lận bao gồm cả sự gia tăng của các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về tài sản điện tử có bảo hiểm FDIC. Thì ở Hoa Kỳ đó khi các bạn gửi tiền vào cho ngân hàng thì các bạn sẽ có bảo hiểm FDIC, có nghĩa là bảo hiểm chống lại những cái sự kiện như là ngân hàng bị phá sản các bạn. À, thường bảo hiểm đó đó thường không nhớ bây giờ là bao nhiêu nhưng mà thường là khoảng 100.000 đô cho một account có nghĩa là các bạn gửi 50.000 đô vào cho ngân hàng ngân hàng đó bị phá sản hay gian lận đó thì các bạn sẽ được bồi thường 50.000 đô nếu các bạn gửi 100.000 đô thì cũng được bồi thường 100.000 đô nếu các bạn gửi 120.000 đô thì các bạn sẽ được bồi thường 100.000 đô nhưng mà ít nhiều gì có cái phần được bảo hiểm và phần lớn người ta không giữ nhiều tiền trong ngân hàng như vậy nhưng mà cái sự kiện gần đây cho thấy là có một số người có, có sự lẫn lộn về tiền gửi những công ty trong thị trường crypto này có bảo hiểm FDIC và một ví dụ đó chúng ta nghĩ đến là Celsius các bạn đã nhớ là Celsius là công ty mà các bạn có thể uh, gửi tiền vào trong công ty Celsius để mà lấy lãi thì Celsius đó, trước khi mà khai bởi phá sản thì uh, họ đã có cái phần trên trang web của họ nói là có bảo hiểm FDIC thì điều này làm cho nhiều người đó có cái sự hiểu sai lệch về bảo hiểm FDIC họ nghĩ là tiền họ gửi vào trong Celsius là được bảo hiểm FDIC có nghĩa là nếu như các bạn gửi 50.000 đô cho Celsius để mà lấy lại đó, lỡ như mà Celsius bị phá sản thì các bạn vẫn được bồi thường, nhưng mà cuối cùng là không phải các bạn. Cái mà Celsius để đó là nếu như mà các bạn gửi tiền mặt cho họ, rồi họ lấy tiền mặt đó để vào cho ngân hàng của họ, ngân hàng của họ là có bảo hiểm FDIC, đó là cái mà họ nói đến nhưng mà họ không để rõ ràng, khiến cho nhiều người có cái sự hiểu lầm về bảo hiểm FDIC. Cho nên điều này là điều mà cần phải được làm rõ. Và đây là điều được nói đến trong bài viết này. Kể đó họ nói là và trong khi Hoa Kỳ đã là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, các cơ quan thực thi đang dành nguồn lực gia tăng để chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Trong những tháng tới, đó chính quyền cũng sẽ tiết lộ các ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển tài sản kỹ thuật số. Điều này sẽ giúp các công nghệ tiền điện tử bảo vệ được người tiêu dùng. Thì đây là điều cũng rất là khả quan các bạn. Chúng ta đã thấy là Tất cả những cái gì xấu đó là liên quan đến những công ty trong thị trường crypto này Nhưng mà về crypto nói riêng đó, thì các bạn vẫn thấy được là có một sự ủng hộ Trong những tháng tới đây đó, sẽ có những cái lộ trình ưu tiên cho cái việc nghiên cứu và phát triển crypto ở Hoa Kỳ Và sẽ có những khuôn khổ pháp lý làm cho crypto sẽ được quản lý một cách nào đó để bảo vệ được người tiêu dùng Có thể là những công ty crypto đó cần phải có bảo hiểm, cần phải đăng ký Hay là cần phải có những cái biện pháp chống rủi ro thì crypto nói riêng sẽ tự nhiên có thể bảo vệ được người tiêu dùng nếu như mà có một khuôn khổ tốt cho những công ty tập trung. Phần kế tiếp họ nói tới quốc hội, quốc hội đó cũng cần đẩy mạnh nỗ lực của mình. Ví dụ như quốc hội nên mở rộng quyền hạn của các cơ quan quản lý để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản của khách hàng, làm tổn thương các nhà đầu tư và các hành động làm giá và để giảm thiểu xung đột lợi ích. Thì đương nhiên quốc hội là nơi mà có thể ra luật các bạn Thì cái lời kêu gọi đây là quốc hội nên ra luật để cho những cái cơ quan quản lý đó có quyền hành hơn Tại vì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó SEC muốn quản lý thị trường này Nhưng mà họ là cơ quan quản lý cổ phiếu các bạn Mà crypto không phải là cổ phiếu Cho nên các bạn thấy được là để quản lý được Thì họ phải nói là tất cả crypto là một chứng khoán Thì họ mới quản lý được Cho nên khi mà quốc hội mở rộng quyền hạn đó Thì các bạn thấy được là họ cũng không cần phân liệt crypto vào chứng khoán để quản lý Và đơn vị CTC Ban quản lý hợp tương lai cũng như vậy các bạn cái mà các bạn thấy đây đó là lúc nào cũng vậy ai cũng muốn quản lý thị trường này nhưng mà không ai quản lý hết tại vì sao vậy các bạn? Tại vì mỗi đơn vị đó họ chỉ có quyền quản lý một phần của thị trường crypto mà thôi giống như là các bạn thấy là bộ tư pháp thì chỉ có thể là đi khởi tố những công ty crypto chứ họ không ra luật được. Còn chúng ta thấy được là SEC thì chỉ có thể là liệt tất cả vào chứng khoán để quản lý nhưng mà họ cũng không có đơn giản có thể liệt tất cả vào chứng khoán được. CFTC cũng vậy các bạn, họ quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai bộ tài chính thì họ quản lý liên quan tới tiền bạc liên quan tới rửa tiền mỗi một đơn vị quản lý một phần mà thôi và không có lực chung các bạn cho nên họ không có quyền hạn để quản lý cả thị trường này nhưng mà quyền hạn đó muốn có đó thì chỉ có thể đến từ quốc hội mà thôi và quốc hội cũng có thể tăng cường các yêu cầu về tính minh bạch và công khai đối với các công ty tiền điện tử để các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về rủi ro tài chính và môi trường để hỗ trợ việc thực thi pháp luật đó, nó có thể tăng cường các hình phạt đối với việc vi phạm và các quy tắc tài chính bất hợp pháp và buộc các công ty tiền điện tử phải hợp tác để thực thi các lệnh chống lại tội phạm thì hai điều này đó thường hiểu là cũng hợp lý mà thôi có nghĩa là những cái công ty trong thị trường crypto này đó họ cần phải có những cái thông điệp rõ ràng ở trên website của họ khi mà người ta sign up thì có thể là email những cái quy định rõ ràng những cái sự rõ ràng liên quan đến uh, rủi ro tài chính và những công ty crypto muốn hoạt động hợp pháp thì cần phải tuân thủ quy tắc giống như là những công ty nào những đối tác nào mà trong danh sách đen đó thì không được cũng có tình vụ cho họ đó là điều được nói tới đây Quốc hội có thể tài trợ cho việc xây dựng thêm các nỗ lực thực thi pháp luật bao gồm cả với các đối tác quốc tế. Và quốc hội có thể hạn chế rủi ro của tiền điện tử đối với hệ thống tài chính bằng cách làm theo các bước được Hội đồng Giám sát ổn định tài chính vạch ra trong báo cáo gần đây, bao gồm cả việc giải quyết các rủi ro của stablecoin một lần nữa. Các bạn thấy là stablecoin là một trọng tâm, những sàn giao dịch là một trọng tâm, những công ty crypto là một trọng tâm. Nỗ lực của quốc hội trong các lĩnh vực này sẽ rất được hoan nghênh nhưng mà quốc hội cũng có thể ra những quyết định khiến quản lý tiền điện tử trở nên khó khăn và làm trầm trọng thêm rủi ro cho các nhà đầu tư và hệ thống tài chính. Luật pháp không nên bật đèn xanh cho các tổ chức chính thống như là quỹ hưu trí lao đầu vào thị trường tiền điện tử. Và điều mà tôi nghĩ đến đó chính là cái ví dụ gần đây liên quan tới ở Canada các bạn. Ở Canada thì có một cái quỹ hưu trí đã đầu tư thường nhớ là khoảng 25 triệu vào FTX và coi như con số đó đã trở về con số không rồi các bạn và đương nhiên những người trong quỹ hưu trí đó, đó thì coi như họ bị lỗi cái phần đó trong năm qua việc các tổ chức tài chính truyền thống tiếp xúc hạn chế với tiền điện tử đã ngăn chặn sự hỗn loạn trong thị trường tiền điện tử lây nhiễm và hệ thống tài chính nếu như ban hành luật đảo ngược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa tiền điện tử và hệ thống tài chính sẽ là một sai lầm và đương nhiên đây là những cái lời kêu gọi từ tổng thống joe biden đến quốc hội mà thôi tại vì tổng thống joe biden không thể ra luật được và phần cuối của cái bài viết này là chính quyền hết lòng hỗ trợ các đổi mới công nghệ có trách nhiệm giúp dịch vụ tài chính rẻ hơn nhanh hơn và an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn đây cũng một lần nữa là một cái tín hiệu gì đó là hỗ trợ sự phát triển của công nghệ crypto tuy nhiên đó, để có những lợi ích này các công nghệ mới cần các biện pháp bảo vệ tương xứng các biện pháp bảo vệ sẽ đảm bảo rằng các công nghệ mới được bảo mật và có lợi cho tất cả mọi người và nền kinh tế kỹ thuật số mới phù hợp với nhiều người hơn không phải riêng một nhóm nào để áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đó chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ tài sản kỹ thuật số mà chúng tôi đã phát triển đồng thời làm việc với quốc hội để đạt được những mục tiêu này các bạn nghĩ sao về cái lộ trình crypto được chia sẻ bởi chính quyền Joe Biden thông qua bài viết này? Đối với thuần đó thì thuần cảm thấy là không tốt mà cũng không xấu các bạn. Thường cảm thấy là cũng rất là ok Nhất là sau khi chúng ta vừa trải qua năm 2022 mà có nhiều sự kiện như là FTX, Celsius vân vân Thì cái mình thường lo lắng nhiều hơn đó là những sự kiện đó trở thành cái cớ để mà đàn áp thị trường này Nhưng mà ít nhiều gì thông qua bài viết này đó thì cũng không có dấu hiệu đó các bạn Tóm lại đó thì đầu tiên hết liên quan tới đầu ổn định stablecoin Ai nên được quyền ra stablecoin thì điều đó sau này sẽ nói tiếp, chúng ta chưa có rõ bây giờ nhưng mà có thể là sẽ không để những cái công ty tư nhân tiếp tục cứ phát hành đồng ổn định như vậy được. Thứ nhì là liên quan đến những công ty trong thị trường crypto này đó cần phải rõ ràng hơn là họ có bảo hiểm gì họ có bằng gì hoạt động ra sao đó là một cái sự rõ ràng cần thiết để thị trường tiếp tục phát triển điều này cũng không hẳn là xấu được các bạn chúng ta cần có những công ty nó có cái tính minh bạch cao hơn điều thứ ba được nói tới là những công ty truyền thống đó những ngân hàng hiện bây giờ nếu muốn tham gia vào crypto đó thì cần phải vạch ra một cái chiến lược rõ ràng là họ sẽ đầu tư crypto bao nhiêu tiền tiền đó cần phải được tách rời ra khỏi phần còn lại của ngân hàng lợi ích chuyện gì thì chỉ ảnh hưởng đến phần đó mà thôi đó là ba điều lớn mà thuận nhận được trong bài viết này còn lại thì các bạn thấy được là có một số dấu hiệu cho thấy được là ủng hộ cái sự đổi mới hoàn toàn không nói đến việc cấm hay là hạn chế gì hết á chỉ nói riêng về những công ty trong crypto này mà thôi còn crypto nói riêng thì vẫn có cái sự ủng hộ đó là những gì mà thuận nhận ra được yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a